Theo học ngành y vì sức khỏe yếu ớt, nhiều bệnh, rồi trở thành vị thầy của cả một thế hệ. Tôn Tư Mạc, còn được gọi là Dược Vương Tôn Thiên Y, là thầy thuốc nổi tiếng thời cổ đại. Ông cũng là một người ứng dụng khí công vào thuật dưỡng sinh. Tôn Tư Mạc thọ 101 tuổi. Lúc còn trẻ, sức khỏe ông rất yếu, lại mắc nhiều chứng bệnh nên đã nỗ lực nghiên cứu học tập y thuật. Ông có nền tảng kiến thức sâu rộng về thuốc, có sự nghiên cứu sâu xa về các phương diện chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh bằng thuốc, châm cứu, phòng bệnh. Cho đến năm 100 tuổi, ông vẫn có thể nhìn và nghe rõ ràng. Tổng kết những tư tưởng chăm sóc sức khỏe của y học, ông cho rằng dựa vào cốt lõi dưỡng tính và dưỡng lão có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Ví dụ, con người nên bảo trì tâm thái cân bằng, không nên cứ một mực theo đuổi danh lợi. Người ta ăn uống cần phải điều độ, không nên ăn hay uống quá nhiều. Khí huyết cần phải chú ý lưu thông, không nên lười biếng, lười vận động. Sinh hoạt thường ngày cần phải ổn định, không nên trái với quy luật tự nhiên. Về vấn đề dưỡng tính, ông cho rằng nên điều khiển cảm xúc, kiềm chế tình cảm, luôn giữ cảm xúc lạc quan, trạng thái tinh thần tốt để phòng tổn thương tỳ vị, tránh ảnh hưởng đến khí huyết mà gây bệnh. Dưỡng lão là cách dưỡng sinh ở người lớn tuổi. Tôn Tư Mạc cho rằng những người trên 50 là người lớn tuổi, lúc này có thể bị các bệnh về tinh thần cùng các hiện tượng lão hóa khác do sự yếu đi về mặt sinh lý. Vì thế phải dưỡng lão bằng cách bồi dưỡng tâm trạng, sinh hoạt có quy củ, phải điều tiết việc ăn uống, luyện tập vừa phải. Có nghĩa là dưỡng lão sẽ cần phải kết hợp giữa tâm trạng vui vẻ, sống có quy củ, ăn uống vừa phải và vận động vừa sức. Nói chung, sự hình thành bệnh tật là do các chức năng bên trong cơ thể mất đi sự điều tiết. Ví dụ như khi nguồn bệnh bên ngoài xâm nhập vào cơ thể, chỉ cần bổ sung được đủ dinh dưỡng, giữ cho các bộ phận trong cơ thể hoạt động, tăng sức đề kháng thì sẽ không dễ bị nhiễm bệnh. Cách tốt nhất trong việc dưỡng sinh là không uống thuốc mà có thể chữa được bệnh. Cái gọi là dưỡng sinh, ý chỉ trước khi bị bệnh, việc đầu tiên là dùng nhiều cách để điều hòa cơ thể, giúp cơ thể mạnh mẽ hơn để tránh sự xâm nhập của các căn bệnh, thậm chí là phòng bệnh. Nếu có thể làm được việc không uống thuốc mà chữa được bệnh thì mới là cách tốt nhất trong dưỡng sinh. Quan điểm dưỡng sinh và dưỡng lão của Tôn Tư Mạc không chỉ là bí quyết cho việc ông sống thọ mà còn chữa được nhiều những lý luận về dưỡng sinh. Dưỡng sinh không chỉ dành cho người già mà mỗi giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đều có những lưu ý chăm sóc sức khỏe khác nhau. Người biết quan tâm, theo dõi và chăm sóc đến sức khỏe mới là người dưỡng sinh hiệu quả nhất.